Anh em đã quá ngán với lại yến mạch thường, thì hôm nay ta sẽ giới thiệu cho anh em một cái loại yến mạch mà vừa chuẩn bị nhanh, vừa nhiều mùi vị, giúp cho anh em không ngán mà có thể chuẩn bị một cái ăn mình rất là nhanh, gọn và lẹ ha. Thì đó chính là dòng yến mạch đã xay của Ochovit. Thì đây là một sản phẩm của nhà Ochovit. Khác với là những yến mạch thông thường của tụi mình thì đó là nó cũng là yến mạch được xay ra nhưng nó lại có mùi vị. Thì nó sẽ khắc phục được cái nhược điểm của yến mạch, đó chính là anh em thường hay bị ngán cái mùi vị của nó. Thì ăn lâu dài thì sẽ rất là khó, làm cho quá trình ăn kiêng của mình nó bị gián đoạn. Thì với cái dạng mạch bột này, mọi người có thể tha hồ mình chọn được những mùi vị khác nhau. Dễ uống hơn. Và cái thứ hai là nó rất là tiện lợi cho cái việc là mình không cần phải xay ra, mà mình có thể pha trực tiếp như là quay luôn. Thì đây là một cái sản phẩm mà đã thấy rất là tiện lợi. Nó phù hợp cho những người mà không có thời gian nhiều, hoặc là không có kịp chuẩn bị những cái bữa ăn của mình, thì mình có thể hoàn toàn đem theo cái bột yến mạch này và mình đem theo một cái nguồn protein khác, ví dụ như là trứng hay là whey gì đó, để mình có thể mix với nhau và sau đó thì mình có thể uống. Hoặc là mọi người cũng thể sử dụng với lại những cái loại miếng trái cây mà mọi người yêu thích, giúp cho mình tăng hương vị hơn nhưng nó vẫn đảm bảo cho mọi người được là có một cái nguồn carb. Thì một cái hũ yến mạch như thế này á là nó sẽ có 45 serving và một serving của nó là 50 gram bột. Thì 50 gram bột này trong đó nó sẽ chứa khoảng 30 gram carb và khoảng 3,6 gram chất xơ. Thì cái điều này rất là thích, tại vì thường á là những cái nguồn mà tinh bột đã chọn á thì đã sẽ ưu tiên chọn những cái nguồn cấp chậm như là khoai lang, yến mạch. Thì yến mạch là một cái loại carb mà nó chứa rất là nhiều xơ, là cái nhất. Cái thứ hai là nó chứa những cái loại fat tốt đó, và chứa hàm lượng protein cũng rất là cao. Đó là lý do tại sao đắt luôn ưu tiên chọn yến mạch. Và may mắn làm sao khi mà nhà Ochovit lại có một cái dạng yến mạch xay như thế này thì nó rất là tiện lợi, mình chỉ cần bỏ vô mình pha, mình đắp với quay mình có thể uống. Thì ở cái dạng bột này thì một serving của nó là 50 gram thì mình sẽ có khoảng 4 muỗng ha. Ok, thì hôm nay mình sẽ test thử, mình pha và sẽ test thử mùi vị cho mọi người xem ha. Rồi mình sẽ múc một serving 4 muỗng. Sẽ test thử ha. Về mùi thì đầu tiên thì cái mùi nó nghe đây là cái vị dâu nữa, cái mùi nó sẽ nghe giống hơn cái mùi sữa dâu của quán Hà Lan á. Thì bây giờ sẽ test thử xem là nó cái vị như thế nào. Về vị thì nó hơi nhạt hơn so với lại những cái dòng whey mà mọi người uống. Thì thường thì cái ăn yến mạch này mình sẽ nên pha chung với lại whey hay nước trái cây gì đó để cho nó dậy hơn cái mùi vị hơn. Thì về vị riêng của yến mạch này thì sẽ hơi ngọt nhẹ và nó có cái mùi trái cây thoang thoảng thôi. Với lại một phần do cái yến mạch này nó là dạng xay á, nên là khi mọi người lắc á thì nó vẫn sẽ còn một chút cặn nhỏ lại, nó không có tan hết. Thì nó là bình thường chứ không có gì hết, là mọi người an tâm sử dụng ha. Thì về mùi vị thì nó cũng không quá đặc biệt, nhưng mà nó sẽ đỡ ngán hơn yến mạch thông thường, là cái mùi nó không có mùi. Thì cái này nó sẽ có mùi nhẹ nhẹ, mùi ngọt nhẹ. Mọi người mix thêm với lại trái cây hay là whey gì đó thì mọi người sẽ có thể uống dễ dàng hơn và nó ngon hơn. Đó, thì đó là về mùi vị của cái thằng yến mạch bột này. Thì đây là những gì mà thằng yến mạch bột đem lại. Nếu như mọi người thích sản phẩm này, mọi người có thể comment phía bên dưới. Và mọi thắc mắc về sản phẩm mọi người cũng hay comment phía dưới, đó sẽ trả lời những thắc mắc cho mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nha.